Chào mừng các bạn đã đến với tập phát sóng thứ hai của series Văn Lang Khi, chương trình khám phá đời sống sinh viên Văn Lang thông qua các từ khóa. Khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, còn là học sinh á, không biết các bạn có mong muốn nhanh thiệt nhanh để mà được lên đại học, thoát khỏi cảnh mặc đồng phục mỗi ngày không ta? Điều rằng khi mà mình lên đại học mình sẽ thoát khỏi cảnh mặc đồng phục. No, hãy cùng Nhi khám phá qua từ khóa thứ hai của series Văn Lang Khi. Từ khóa tiếp theo đó chính là đồng phục, và xem rằng ở trường đại học Văn Lang thì các bạn sinh viên mặc đồng phục như thế nào nhé. Đi thôi. Dạ không biết đâu hả? Có đồng phục chung là mẫu nào ta? Bên cơ sở 1 thì mặc đồ rất là tự nhiên nên là không chưa thấy mẫu đồng phục bao giờ. Tưởng nhau sinh viên Văn Lang không có đồng phục chung nha. Điều này rất phù hợp với sự năng động, tự do và thoải mái của sinh viên Văn Lang. Cơ mà các bạn nghĩ sao khi thấy những hình ảnh này? Quá đẹp đúng không các bạn? Đó chính là hình ảnh ngày hội sinh viên năm 2019. Cơ sở 2 ngay lúc đó ngập tràn màu sắc bởi các màu áo khoa. Và các bạn ơi, hãy cùng mình chơi một trò chơi nhỏ, đó chính là nhìn màu áo đoán tên khoa nhé. Cạnh ngân hàng ơi. Dạ không. Chắc là khoa luật. Dạ, em nghĩ này là cơ khí á. Cái này là khoa điện. Ô tô. Ô tô đúng rồi. Mỹ thuật công nghiệp. Mỹ thuật công nghiệp. À, mỹ thuật công nghiệp. Chắc chắn là mỹ thuật công nghiệp. Nice. Khoa quan hệ công chúng ạ. Khoa dược. Kế toán kiểm toán. Màu đen. Không biết. Khoa IT. Dạ, khoa kiến trúc. Quen quá. Bia. Này là áo của Bia đúng không? Quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Đại con dây màu xanh. Em thấy. Dạ không biết. Màu vàng. Không biết màu vàng. Này là của sở nhân văn. Dạ khoa y dược. Y dược. Khoa y dược. Qua quan hệ công chúng. Ngôn ngữ Anh. Tại em đang ở chung với bạn em là có mấy thằng nó mặc áo giống vậy mà em không hỏi nữa là khoa nào, em cũng không hỏi luôn á. Dạ bỏ qua luôn. À, này mới là của Bia nè. Không biết. Nghe nào. Đây là khoa của em. Tài chính ngân hàng. Dạ, đây là em không biết. Đây là em không biết. À, xây dựng. Khoa xây dựng. Màu cam. Khoa kinh doanh thương mại. Chưa thấy cái màu áo này nhiều lắm. Khoa công nghệ sinh học. Tài chính ngân hàng. Dạ qua luôn. Chưa thấy bao giờ chưa? Chưa. Em chưa thấy. IT. Mà Hồng này quen lắm luôn. Nhưng mà em cũng không nhớ luôn. Ủa không du lịch hả? Du lịch thôi. Khoa du lịch. Du lịch. Khoa du lịch. Khoa du lịch. Qua luôn. Đây là chỗ không biết. Không biết. Không biết rồi đúng không? Nghiệp. Khoa event. Kỹ thuật nhạc. Chỉ thích khoa của mình thôi. Mình thì thích đồng nghiệp của khoa PIA. Mẹ thích áo dài. Đúng rồi, áo dài. Nhìn nó đẹp. Em rất thích màu hồng của khoa du lịch. Một chiếc áo dài rất là cute luôn. Em thích mặc áo dài lắm. Em có một ước ao. Em có một khát khao. Em vậy đó, em thích mặc áo dài. Em cũng đề xuất ngành của mình mặc áo dài không? Ngành em thì nó khá là, tại vì nó học thực hành cho nên nó là vướng víu chắc thứ, cho nên mình phải mặc đồ bình thường với áp luôn. Nghĩa là mình kiếm hướng nhìn thích nhìn thôi. Nhìn thích nhìn thôi. Cô tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Đồng phục của sinh viên khoa công nghệ sinh học thì sao? Tại vì nó màu sắc nó nổi bật lắm. Đồng phục của các bạn khoa du lịch. Nhưng mà em cũng không nhớ luôn. Không nhớ luôn.
Chắc tao lên tao cười khà khà luôn. Tại vì nhìn đó, các bạn nam mặc áo sơ mi, quần tây, giày rất là nhìn rất là quý ông. Mà nếu như mà xin cho được đổi trang phục thì em cũng thích là được đóng thùng này kia, giống như là một nhân viên ngân hàng thực thụ, một giám đốc ngân hàng tương lai. Đồng phục của mình đang mặc là áo blue, dành cho những ngày mình mặc vào những dịp là đi thực tập, đi bệnh viện hoặc là vào phòng lab. Bộ đồng phục này rất là thoải mái và được pha mình kết hợp với một local brand để sản xuất, đó là Cream BC. Thì giá áo hơi mắc nhưng mà bù lại thì chất lượng của áo mình rất là tuyệt vời. Màu áo kiểu xây thì nhìn màu sắc thì khỏe khoắn, mà màu đen thì khỏe khoắn và lịch sự. Các mẫu thiết kế cũng rất là đẹp và đa dạng. Đồng phục khoa em màu xanh dương. Hiện tại thì bộ đồng phục mới nhất đang có được in và phát quang. Thấy sự phát quang đó chưa? Dạ có rồi, rất xinh và kiểu nó rất là nổi bật vào buổi tối. Cái khoa của em rất là đẹp và cái màu rất là sáng sủa nổi và giống như em vậy đó. Ngoài đồng phục chuyên ngành và các áo khoa thì sinh viên Văn Lang khá là tự do trong việc lựa chọn outfit của mình khi đến trường đi học mỗi ngày. Và chính vì sự tự do này đã đặt viên gạch tiếp theo cho tụi mình thực hiện series Văn Lang Key số thứ 3 có chủ đề là Freestyle.